Chào tất cả anh em nha. Thì bây giờ là cũng 10 giờ mấy trưa rồi, gần 11 giờ rồi. Nên anh em thấy không, nắng. Bữa nay sao nắng dữ thiệt. Mà sáng giờ mình ở ngoài vườn thì mình ra thăm vườn thì mình tỉa mấy cái cây mít. Thằng chuẩn bị mình đi xa, mình đi làm xa rồi, mình không có chăm nó được nữa. Thì đồ nghề của mình thì sáng giờ anh thấy có một cái kéo. Cái kéo này mình mua ngoài ra mấy cái tiệm mà bán đồ gia dụng á. Anh em có thể mua có. Thì hồi sáng mình tỉa vòng vòng thì mình thấy có một cái mít nó ra trái rồi, thì bây giờ mình chỉ cho anh em cách để phân biệt mà trái mít đực giờ tới mít cái và cách tỉa làm sao. Đây là cái kinh nghiệm mình hỏi trên ông Google nha. Thì theo mình biết đó là trái này là trái mít đực nè, anh em thấy không, ra nó rất là đều nè, cuốn bự, trái bự đó. Còn dưới đây á, trái này á là trái mít đực nè, đem đi, để mình cắt hai cái lá ra nhìn cho dễ. Đây anh em thấy nó rất là trơn luôn, cuốn thì nó nhỏ đó. Đây là cách phân biệt mà đơn giản nhất giữa trái mít đực và trái mít cá nha. Thì trái này anh em cứ để hoài nó cứ vậy, thì có nhiều khi nó bự hơn tí thì nó sẽ tự rụng thôi, nó không có thể mà nó ra trái bự được. Đối với mình thì giờ mình sẽ tỉa mấy cái này thì mình nuôi cái trái này lại. Thì bắt đầu thì mình sẽ cắt cái này, mấy cái này thì không cần thiết thì mình cứ cắt đi, sao đâu, cây này cây mình còn nhỏ nhỏ thì mình cứ để một trái trước đi, khi nào cái nhiều mình để chết chuyện. Như mấy cái này là giờ nó không có tác dụng gì đâu, nó chỉ để nó hút phân thôi à. Anh em cắt hết đi. Mấy cái này mà khi mà anh em đi vườn á, anh em thấy anh em cứ cắt. Như mấy cái nhánh này thì mình cắt luôn nha. Đây. Đó. Thì khi mình cắt á, mình sẽ để cho nó tùy theo mình để thôi, thường thường thì mình để 3-4 phân. Nhiều khi tùy theo ta mình cắt nữa, nó cũng không đều nữa. Anh mình cắt chỉ đó để cho tới cái khi mà nó đây, anh em thấy nè. Cái này trước kia anh bắt cắt này cũng được tầm cả tháng rồi đó, nhưng mà nó chưa khô, anh vẽ chưa có được. Thấy không? Mình cắt đây để chi, để cho tới cái khi mà nó khô á, khô tới đây, tới cái thân. Khô tới cái thân thì nó sẽ không có bị hú vô cái thân, cây mình sẽ không bị si. Theo như mình là cái nhánh này là mình cũng cắt luôn, nhưng mà mình cắt cái cây nó xấu cái cây, mình để cho nó đẹp thôi. Đó, tỉa đà đi cho cái cây nó có cái độ hông khó. Đó. Như trái mít này thì từ từ thì nó sẽ xuống vậy thôi, mà để đó để mình để cho nó tự nhiên đi. Mấy cái nhánh trên này anh em muốn cắt thì cắt thôi, anh em coi nhánh nào nó nhiều quá mình cắt bớt, để cây nó nuôi nó ăn phân nhiều thôi chứ không có gì hết á. Cái này giờ mình để lên đây đi, gác đỡ đi, mai chiều mình đi sẽ lấy cái bọc mình chùm nó lại này. Anh em thấy không, cái mít nó rất là đẹp luôn, gai nó đều nè, cuốn to nè. Cái này theo mình nghĩ là mà khi nó lớn chắc nó cũng được tầm 10 mấy ký á. Thì sáng giờ mình cũng cắt hết rồi, em thấy không, cắt cao lên hết đây. Cái này mình cứ cắt đại đi, là mình cắt cao lên chi đặng cho cái cây, cái đường mình đi nó trống. Chứ phần mà cái lúc mà nó ra trái đó anh em thấy không, nó từ đây lên đây, mà nếu như cái trái nó nằm ở dưới đây á, nó sẽ đụng đất cái trái mình không ngon. Cứ cắt cao đại đi, thì cái đó là đối với mình thôi. Thì đó giờ mình cũng đâu có biết trồng gì đâu, mình chỉ hỏi lên, mình hỏi ông Google, cái mình hỏi người này người kia vậy đó. Như đây là cũng có ra được một trái nữa nè, anh em thấy không. Cái đây là nghĩa đây cũng có con trái đây nữa nè, mà nó chưa có, cái lớn nó chưa ra khỏi thôi.
Cà bữa nó lớn thì nó sẽ bung cái này ra thôi. Đây mình gờ gờ mình đụng được trái luôn. Tại cái cây này mình cũng chưa muốn để trái nữa, tại vì nó giờ nó si rồi. Hôm mà được gió được bão á, nó bị lật gốc rồi mình lấy này mình buộc lại nè. Giờ mình cứ để một trái đi, chứ sao gì nó cũng chết à. Thì mình cứ đi vườn, mình cứ cầm con dao cái kéo gì đó, thì mình thấy như mấy cái nhánh này nè, lên nó chỉ hút phân thôi, mình cắt đại đi. Mấy cái này mình cứ cắt sát đại, mình khó chừa. Đó. Thì đó là mình cũng học hỏi người ta thôi. Như đây là bữa hôm bữa mình có trồng cái cây ruột đỏ nè. Đây là đa số mình trồng bên mà kiểu loại mít Thái mà da xanh đó, còn cái cây này là cây ruột đỏ nè. Trồng cái này nay thì nó cũng được tầm 2 tháng rồi. Em thấy không, nó cũng cao. Em ngắt cái lá này. Em thấy không, hai cái lá mít của hàng ruột đỏ với mà hàng da xanh đó, nó khác nè. Em thấy không, mấy cái đường đường chỉ nè nó kích hơn đó. Mà cái lá nó đậm hơn nữa, lá khi mình gờ vô á nó dày, mà cái cảm giác như nó không trơn tru bằng cái lá mà da xanh. Đây, anh em nhìn nè. Đây. Bên phải là bên của cục đỏ nha. Bên trái là da xanh, đó, khác hoàn toàn luôn. Rồi. Ủa giờ chưa thì mình cũng vô anh em ơi, nắng quá. Anh em nào coi rồi nhớ nhấn đăng ký ủng hộ mình nha. Nhờ nhấp vào cái chuông á, để khi nào mình có đăng video lên thì anh em xem. Thôi video ở đây kết thúc nha.